Này, Tuấn đăng cái con này lên cho bác nhé. Hôm trước báo cho các bác hôm trước là 1,8 triệu hay là 2 triệu mấy cho các bác rồi, nhưng mà để mãi cứ cất đi cũng chả hay đâu. Em Tuấn nhường lại cho bác nhé. Con này dây vàng này, mặt xanh này. Đây, hộp của nó đây, hộp còn nguyên luôn. Hộp còn nguyên, tình trạng hoạt động bình thường. Mặt con này bác nhớ là mặt nó xanh nhé. Này, nói chung này mặt nó hơi xanh xanh. Nó chụp vào ánh sáng nó không đủ ấy, buổi tối. Bây giờ là buổi tối mà. Buổi tối ánh sáng nó không đủ bác nhé. Dây còn đầy đủ, tình trạng hoạt động bình thường nhé. Bình thường. Đây, con của nó đây các bạn. Trong hộp đây, hộp của nó này, hộp của nó này, vỏ của nó này. Trong này vẫn còn này. À đây, vẫn còn cái này. Vẫn có cái nỉ này. Sách này. Sách của nó dưới này vẫn còn này. Đây, mắt của nó này. Đây. Mắt của nó vẫn còn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Mắt của nó. Ok. Đấy, để cho bác mức giá 1,5 triệu nha. Bác nào lấy thì liên hệ với em Tuấn nha. 1,5 triệu. 1,5 triệu. Ok chưa? Có nguyên hộp 1,5 triệu. Nha, cửa sổ lịch, kim cương lệ. Mỹ mãn cho bác. 1,5 triệu ạ. Chào các bác. Vâng, hôm nay ba Tuấn sẽ giới thiệu cho các bác bộ máy tính Dell thương hiệu Mỹ. Những bộ máy tính có cấu hình khá là khủng. Đối với lại những cái máy tính như thế này thì nó tích hợp tất cả trong một cái màn này rồi bác ạ, không cần cái cây ở ngoài nữa. Đây là bộ máy tính luôn. Và để nắm được cái cấu hình cũng như là tốc độ của máy cũng như RAM hoặc là cái giá trị, và các bác là cái kênh của em thì đa số là các bác trung tuổi. Đa số các bác trung tuổi để nắm bắt được cái máy tính thì nó cũng rất là khó. Các bác có thể nhờ con cháu mình nhé, con cháu mình đánh giá những cái sản phẩm này, bởi vì là có những cái mặt hàng là có khi là em giới thiệu con này mặt nó to hơn chẳng hạn, hay là nó to bằng con kia, mà tại sao giá lại chênh cả 1 triệu hay 2 triệu? Thì tất cả cái giá trị nó nằm ở trong cái cấu hình là chip và RAM và tốc độ trong này. Ngoài ra thì nó liên quan đến là con màn hình 21 hay màn hình 23 hay màn hình 24 đấy, ngay ở cái đấy nữa cơ. Và các bác do vậy là đa số cái kênh của em thì các bác đam mê âm thanh thì đa số là cũng trung trung tuổi, nên là nắm về máy tính thì chắc là hạn chế. Do vậy là các bác có thể mua tặng cho thì các bác có thể nhờ các em, các cháu, các con mình, bởi vì là các anh em bây giờ họ nắm cái cấu hình máy tính họ quá quá sành rồi. Đấy, đối với những chiếc máy như thế này, con này là con màn hình, đối với con này là con màn hình 24 inch nhé bác nhé, màn hình 24 inch. Nhìn ở điện thoại của em thì hơi bé. Cái con 21 inch hàng ngày em bán cho các bác đây này. Con HP này, 21 của con này 24 inch cơ. Nó to như cái tivi rồi. Nhưng chẳng qua là cái điện thoại này mình quay thì cảm giác nó bé đây. Em khởi động cho các bác xem. Có nguồn kia. Đây nhá, bên này là nút HP, nút cổng H, đây. Cổng nguồn đây nhá bác nhá. Ấn vào đây. Đấy, nút nguồn. Đấy thì mình sẽ khởi động nó lên. Bên này là nút nguồn tăng chỉnh volume và âm lượng và ổ đĩa ở bên này. Đeo đấy. Thương hiệu Dell. Còn bên này là USB và thẻ nhớ. Đấy chưa bác? Đấy. Thì còn đây là mặt lưng phía sau. Mặt lưng phía sau của em nó. Bác nhìn nhá, Dell nhá. Thì báo cáo bác là đây là cái mặt lưng phía sau của em nó. Con này là con Dell này. Con Dell nhá. Con Dell có cấu hình là RAM 8 GB. Mà đặc biệt bác nhìn này. Đây, em giới thiệu cho bác nhé. Đây là phía dưới của nó đây. Nó gồm có 3 cổng HDMI. Bác nhé. Bác có thể cắm cổng HDMI này lên máy chiếu hoặc lên TV hoặc lên màn ảnh rộng to. Đây, HDMI đây, ghi luôn. Đây ghi luôn cổng HDMI này. Đây cổng ra đấy, các bác có thể cắm ra. Bây giờ con này nó rất hay là các bác ạ. Các bác có thể cắm từ máy chiếu. Bác chú ý cho em nhé. Bác có thể cắm từ điện thoại vào cái màn hình này được. Đây, nó có cổng HDMI, cổng in, cổng vào này. Bác có thể cắm điện thoại, máy tính hoặc là đầu đĩa của bác ấy, lấy con màn này thay màn tivi được. Đây nó có cổng in, bác nhìn chưa, có cổng in này, cổng HDMI vào in này, và có cổng ra luôn. Bác có thể cắm từ đây ra máy chiếu đấy, nó rất là hay. Các bác chú ý của em nhé. Riêng con này nó lại có cả cổng, coi như là con này nó đang có chức năng như một cái tivi, đang có chức năng y như một cái tivi luôn. Đây cổng vào HDMI vào là các bác có thể cắm điện thoại, máy tính, laptop
hoặc là điện thoại vào đây trình chiếu trên màn này, và cũng có cổng quay ra. Ngoài ra có 4 cổng USB tốc độ cao đây, cứ chân màu xanh là tốc độ cao, ok chưa? Tiếp tục đây nữa là cổng, một cổng nữa HDMI, như cổng này là phiên bản quốc tế HDMI lệch chân. Tiếp tục nữa lại có hai cổng USB tốc độ 2.0, có nghĩa tốc độ bình thường, bởi vì là có một số cần cái cổng này, vẫn cần cổng này. Ngoài ra tiếp tục cổng mạng LAN, cổng mạng LAN nữa, và cuối cùng đây là cổng cắm nguồn, cổng cắm nguồn đấy ạ. Đấy, ngoài ra thì đây là cổng cắm tai nghe bên này, đây cổng cắm tai nghe, cổng tai nghe đây, và hai cổng USB tốc độ cao nữa, một cổng cắm thẻ nhớ đấy. Còn lại bên này, bên này là nút nguồn này, đây là nút nguồn, đây là nút điều chỉnh màn hình, chế độ màn hình đấy, bởi vì là nó có cổng ra cổng vào thì đây là nút điều chỉnh chế độ màn hình. Còn đây là, đây là ổ thẻ khay đĩa, khay đĩa, ok chưa? Còn sau đây thì em Tuấn sẽ vào cái chức năng chính là cái cấu hình của con màn này. Màn của nó là 24 inch các nhá, 24 inch. À, mức giá tiền là 6.900.000. Đây, em cắm cái bộ bàn phím này vào để em điều chỉnh cấu hình cho bác. Cắm bàn phím vào thì để di chuyển cấu hình mới biết được, mới nắm được đúng không? Đây, các bác đợi em chút. Đây, cắm vào đây luôn nhá. Đấy, đây là cổng tai nghe. Đấy, màn hình cắm lên luôn này. Riêng đặc biệt là dòng riêng dòng máy này, báo cáo các bác là riêng dòng máy này các bác mua cho gia đình, vợ con rồi là mình học. Báo cáo các bác là không thể chê được dòng này luôn. Màn hình nó rất là dịu, nó không bị chói, không bị đau, không hỏng mắt nhé. Các nhìn màn đẹp chưa? Nhìn cái màn nó phê chưa? Màn hình máy tính nó quá phê cho các bác luôn ạ. Quá đẹp luôn. Đấy. Đây. Thì bây giờ báo cáo bác về sau đây em à. Em sẽ vào em cho các bác xem cấu hình nhé. Em cho cấu hình con này. Con này là chip Core i5 RAM 8GB. Chip Core i5, các nhìn chưa? Đẹp chưa? Màn 24 inch. Màn 24 inch. Tất cả đã cài Win 10, bản Win 10 Pro. À, ổ cứng 256GB. Đây. Tất cả đây, bắt wifi luôn nha. Loa, tất cả có loa hết trong này luôn ạ. Loa và báo và dự báo thời tiết, tất cả phần mềm lên hết rồi. Mức giá 6.900.000. Con này màn như màn TV luôn, làm việc sướng lắm ạ. Làm việc như thế này thích lắm. 24 inch. Đây cấu hình em mở cho bác đấy ạ. Đấy, cấu hình bác nhìn đây. Chip Core i5 nha. À, chip Core i5 6400 RAM 8GB luôn. RAM 8GB. Ôi. Nói chung màn này là phê lắm. Học sướng, các cháu cũng thấy thích. Nói chung là các bác dòng này thì chả ai chê được. Đấy, ổ cứng đấy ạ. Đấy, ổ cứng đây. Cười chưa bác? Đấy, đây, ổ cứng đây. Đấy. À đây không nhập ổ đĩa, những cái ổ cứng, ổ đĩa. Các bác thấy chưa? Còn ngoài ra thì vào mạng thì con này không cần cắm dây bác nha. Em đã đặt chế độ, con này đã có chế độ mạng không dây rồi. Đây, vào mạng đây. Chế độ mạng không dây, có hết wifi. Đây. Đấy, con nhìn chưa? Màn rất là đẹp luôn. Nhìn như một cái màn TV luôn. Nó là phê luôn. Con nhé. Nhìn như một cái màn TV ạ. 6.900.000. Các bác tham khảo giá thoải mái ạ. Những con này mà các bác còn chê nữa, em bó tay luôn. Con này mua cho tặng ông bà bố mẹ hay xem phim rồi là làm việc tuyệt vời luôn. Bây giờ ngoài, bây giờ các bác mua bộ máy như này thỉnh thoảng nó còn có cây bên này, nó rất là phức tạp. Dòng này phải nói luôn là nó quá bền, quá là trâu bò luôn, cực kỳ bền.